Tử vi tuổi Tân Hợi 1971 tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói, không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng là chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mình đặt ra. Hãy lạc quan và trân trọng cuộc sống hiện tại thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến quý anh chị về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của những gia chủ tuổi Tân Hợi trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thời điểm này, các gia chủ tuổi Tân Hợi sẽ gặp những chuyện gì tốt và cần tránh mắc những sai lầm nào để cuộc sống nhẹ nhàng, tích cực hơn. Mời quý anh chị hãy cùng theo dõi video. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của những gia chủ tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong tháng 4 âm lịch, chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan của tuổi Tân Hợi trong tháng này. Người tuổi Tân Hợi 1971 mệnh Thoa Xuyến Kim là người khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng, cân nhắc suy nghĩ kỹ thì chắc chắn sẽ có được thành công. Người tuổi Tân Hợi thường thể hiện tình cảm trực tiếp. Họ chẳng ngần ngại gì mà thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với đối phương. Nam mệnh thường đào hoa hơn nữ mệnh. Đường tình duyên của bản mệnh khá bình ổn. Không phải trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm, họ là người trọng chữ tín, sông phong khoáng, có ơn tất báo, luôn giữ hòa khí với mọi người. Họ rất quan tâm chăm sóc tới bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Là mẫu người ngay thẳng, chính trực, không lo chuyện bao đồng, đôi khi tỏ ra lạnh lùng. Vào tháng 3 âm lịch, tuổi Tân Hợi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp tuổi Tân Hợi sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực. Vì thế, tháng này, sự nghiệp của quý gia chủ sẽ tăng lên đều đặn. Tháng này, nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Song đôi khi thành công đến quá nhanh, có thể khiến quý gia chủ mất cảnh giác, trở nên khoe khoang, tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của bản mệnh. Bản mệnh cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Hơn nữa, bản mệnh là người khá chủ động trong chuyện tình cảm. Quý gia chủ sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu, không ngần ngại e dè. Thời điểm này, đào hoa khá tốt sẽ giúp quý gia chủ tìm được tình yêu mà mình mong muốn. Xét về đường tài lộc thì tài vận của bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng nhiều. Có điều, hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình chịu khổ. Quý âm thủy gặp hợi âm thủy nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Tân Hợi cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Bản mệnh cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ công việc của quý gia chủ đang tiến hành. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh sa đà vào công việc, khiến đầu óc căng thẳng, mệt mỏi, tinh thần, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Để may mắn và thuận lợi, những gia chủ tuổi Tân Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc,
nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ chia sẻ rõ vận trình của tuổi Tân Hợi trong tháng tư âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Trong tháng này, người tuổi Tân Hợi sẽ có những bước đột phá trong công việc. Bản mệnh nhận được sự giúp đỡ từ người khác và nhận được kết quả vượt xa với kỳ vọng. Đó cũng chính là trái ngọt bản mệnh hái được sau rất nhiều cố gắng của bản thân. Người tuổi Tân Hợi vốn là người tự lực, cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai. Cũng không mong muốn đợi chờ được sự giúp đỡ. Thay vì nói tôi không thể để thoái thác trách nhiệm, thì quý gia chủ luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được sao? Người ra tuổi Tân Hợi nên nhớ kết quả đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm trong mắt của đồng nghiệp. Vậy nên trong thời điểm này, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng tư âm lịch, thì những gia chủ tuổi Tân Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng, chăn lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Thứ hai, về mặt tài lộc. Xét vận trình tài lộc tháng tư âm lịch cho thấy, họ phá tài đang ập đến. Tuổi Tân Hợi xui xẻo hết lần này đến lần khác, tổn hao tiền bạc, bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Hơn nữa, tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, lừa mất, thậm chí do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Chẳng như vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ bản mệnh phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay. Bản mệnh cũng sẽ gặp phải những tò mò về tài chính của những người xung quanh. Việc tiền tài sẽ liên quan đến một số chuyện thị phi không mong muốn. Nếu ai đó có hỏi về thu nhập hay tiền ở lại, hãy lờ đi, đừng vì cả nể mà rót tai tiếng vào thân. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không được may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Tân Hợi nên sử dụng ngay phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Bước sang tháng tư âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ của người tuổi Tân Hợi có thể không được suôn sẻ. Những người tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời để thấu hiểu và bao dung cho nhau. Bởi thi thoảng trong cuộc sống có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi quý gia chủ giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc có thể dẫn đến chiến tranh lạnh. Ngoài ra, trong tháng tư âm lịch, gia đình bạn sẽ gặp được những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của mình được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Tân Hợi nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và mối quan hệ xung quanh. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng tư âm lịch cho rằng sức khỏe của những người tuổi Tân Hợi không được tốt. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bản mệnh đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bản mệnh chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Cho nên bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Để tăng cường sức khỏe, trí não được tinh thông và minh mẫn,
những gia chủ tuổi Tân Hợi nên mang bên mình minh quang pháp bảo. Khi mang vật phẩm bên mình sẽ giúp bản mệnh được khỏe mạnh và ổn định tinh thần, lạc quan, vui vẻ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành và đại kỵ trong tháng tư âm lịch để quý gia chủ tuổi Tân Hợi có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là Trường Lưu Thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu, dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong tháng bản mệnh cần chú ý tránh các ngày sau đây. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 10 tháng 4, tức ngày 21 tháng 5 dương lịch, nạp sát, kỷ tỵ. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 4, tức ngày mùng 2 tháng 6 dương lịch, nạp sát, tân tỵ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể thực hiện công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 7 tháng 4, tức ngày 18 tháng 5 dương lịch, nạp sát, bính dần, nạp âm, lô trung hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 19 tháng 3, tức ngày 30 tháng 5 dương lịch, nạp sát, mậu dần, nạp âm, thành đầu thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi tuổi Tân Hợi trong tháng 4 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt, phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện để chúng tôi có thể đưa đến quý vị những kiến thức chuyên trình nhất. Đặc biệt, đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và luôn ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.